Chào mọi người, hôm nay tôi sẽ tiếp tục đến cái bài video tiếp theo này. Trong cái video tiếp theo này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách là làm sao để chiếc xe bus nó chạy ra đây ha, và nó chở cái chai Pepsi qua đây. Khi bạn làm đến cái phần này, cái bài cũ của mình đã làm đến cái bước này ha, những cái chai Pepsi nó lắc qua nè. Thì trong khi lắc qua này mình có thể cho lồng cái tiếng cười vào ha. Vào cái đây ha, mình chọn cái baby loud nữa ha. Ở đây nè. Mình có thể cho cười ba lần chẳng hạn. Sau khi cười cười đúng 3 lần này ha, mình sẽ tiếp tục tách ra một cái phần này riêng biệt nữa để cho mình dễ làm, và sau này có thể mình copy nó sẽ đơn giản hơn. Tương tự ha, mình tách ra ha. Bấm select ha. Tích vô từng ảnh để select ra ha. Để sau này mình muốn sử dụng lại một đoạn nào đó trong đây thì mình chỉ việc copy và paste qua thôi. Click ra. Rồi. Vậy là mình đã có một cái đoạn em bé này lắc qua lắc lại nữa ha. Rồi, bây giờ đến cái lượt mà bây giờ là mình xử lý cái chiếc xe bus nè. Xe bus nó chạy đến, nó chở một chai Pepsi đi. Thì mình thu cái này là để mình coi cái xe bus mình ở đâu rồi. Đây, cái bus mình đang đây. Mình nắm kéo lại đây ha. Sau đó zoom ra. Thì mọi cái hành động của mình á, thì nó sẽ đi đi với lại một cái tiếng slide này ha. Thì bây giờ là bây giờ mình cho chiếc xe bus này nó hiện ra đây ha. Xe bus thì muốn chạy từ từ trong ha. Xe bus mình sẽ cho nó nằm từ bên trong ha, từ bên trong và chạy ra ngoài. Từ trong đây và nó sẽ chạy ra chiếc xe, chiếc cái chai đỏ đỏ này nó chở đi ha. Thì để chạy ra thì một mỗi cái hành động thì mình kết hợp bằng một cái tiếng slide ha. Mình add cái tiếng slide này vào ha. Add cái tiếng slide này vào. Đó, cái éo này ha, éo này thì chiếc xe này nó sẽ chạy từ trong ra đến chiếc cái chai Pepsi đỏ đỏ này. Mình thử nha. Cũng vô Visual Liberty ha. Rồi, add animation vào cho chiếc xe bus này ha. Muốn add animation cho cái nào thì mình phải chọn tô xanh cái đó ha. Add animation, sau đó nắm chiếc xe bus này. Chạy ra đây. Chạy ra đúng cái chai Pepsi đỏ đỏ này ha. Rồi, kéo cái này ra. Và mọi người coi ha. Rồi. Bây giờ đến lượt cái chai Pepsi này nó sẽ đưa lên chiếc xe bus nữa. Mình đưa chiếc chai Pepsi, muốn đưa chai Pepsi đỏ này lên chiếc xe bus đó. Thì cách đơn giản mình sẽ phải trước tiên mình phải click cái chai Pepsi này ra, mình phải cắt cái hình này ra. Trước tiên mình cắt cái hình này ra. Sau đó chiếc xe bus này. Chiếc xe bus này lúc đó mình sẽ kéo dài ra ha, mình kéo dài thanh ra để cho mình thấy được chiếc xe bus đó ha. Đó. Và sau đó mình dùng một cái slide nữa. Mình dùng tiếng một tiếng slide nữa ha. Tiếng slide này mình add vô. Là cái tiếng slide này là cái tiếng là cái chai Pepsi này nó sẽ đẩy lên trên chiếc xe buýt này ha. Rồi, tôi sẽ thử với bạn.
Mình sẽ cắt cái chỗ này cho chai Pepsi này, mình cắt chai Pepsi này. Tại vì cái chai Pepsi này nó sẽ nhảy lên. Ở đây ha, và chai Pepsi nó sẽ nhảy lên chiếc xe bus này. Mình cũng dùng chức năng Visual Property ha. Sau đó add animation vào. Và sau đó nắm cái chai Pepsi này. Kéo lên trên cho nó nằm trên chiếc xe này. Đó. Đó, đây, các bạn thấy không? Rồi tiếp tục kéo cái tính năng này, ha. Ra đây thì các bạn có thể thấy ha. Rồi. Cái hình em bé này thì kéo dài ra đi ha, để cho mình thấy ha. Các bạn có thể coi lại ha. Rồi. Vậy thì bây giờ là đến lúc hai thứ cùng di chuyển ha. Bây giờ đến là đến cái lúc chiếc xe bus và cái chai Pepsi đỏ đỏ này nó cùng di chuyển. Để cùng di chuyển á thì mình bỏ cái phần dư này đi ha. Tại mình muốn đang lấy là mình đang lấy cái giai đoạn là chai Pepsi này nó ở trên không này, nên mình không cần lấy cái đoạn này, nên mình bỏ cái đoạn này đi. Đến khúc này là hơi hơi rắc rối tí xíu nha bạn. Tại vì mình đang muốn giữ cái chai Pepsi ở trên không này, nên mình sẽ kéo cái chai Pepsi ở trên không này. Mình sẽ kéo cái hình này dài ra để mình thấy được cái chai Pepsi nó đang nằm trên không này. Còn cái xe này mình đang muốn di chuyển nó đi. Đang muốn di chuyển á, thì mình sẽ select nó đây. Select ngay chỗ này. Cái xe đang nằm ở vị trí này. Vậy bây giờ là mình cần một cái slide để cho cái xe bus này và cái chai Pepsi này di chuyển ra khỏi cái hình. Đó. Thì mình thêm một cái slide ha, thêm một cái slide vào, âm thanh slide ha. Và fit hai cái này cùng vào đây. Và bây giờ là mình điều chỉnh cho chiếc xe bus này trước, chiếc xe bus này sẽ chạy ra ngoài hình ha. Mình cũng dùng cái Visual Property ha, cũng add animation. Sau đó nắm chiếc xe bus này ha, chạy ra khỏi cùng hình. Đó. Rồi sau đó kéo cái hiệu ứng này, kéo ra đây. Đó. Các bạn thể thấy chiếc xe bus nó sẽ chạy ra. Rồi nó chạy ra rồi, còn chai Pepsi thì sao? Chai Pepsi này này mình cũng select nó ha, select cái để cho mình tạo hiệu ứng cho nó ha. Select nó một cái. Sau đó tạo hiệu ứng cho nó. Hiệu ứng thì cũng di chuyển từ ở bên tay phải ra khỏi khung hình ha. Thì mình cũng dùng cái tính năng Visual Property này, mình add animation vào. Sau đó mình nắm cái chai Pepsi này theo cái đường lăn của cái chai Pepsi này ha, theo đường lăn của cái xe bus nè, xe bus và chai Pepsi ha, cùng nằm trên một cái đường thẳng ha, và di chuyển ra bên ngoài. Rồi sau đó kéo cái thanh này ha, dài ra đây thì các bạn có thể xem lại ha. Thì bây giờ chiếc xe đã chở thì bây giờ chiếc xe nó đã chở cái chai Pepsi này ra ha. Đó, các bạn có thể xem lại. Vậy là tôi đã vừa hướng dẫn cho các bạn cách cho cái chai Pepsi cho cái xe bus ha, nó chở một chai Pepsi chạy ra ngoài. Thì khi chở cái chai Pepsi ra ngoài á thì lúc đó cái đứa này nè, cái hình em bé này lúc đó nó sẽ khóc. Lúc đó sẽ khóc ha. Sẽ khóc là lúc đó là mình mới thay cái
hình em bé khóc vào đây. À, mình sẽ thay một hình em bé khóc vào đây. À. Lúc đó mình mới sử dụng đến cái hình em bé khóc này. À. Cái hình em bé cười này mình sử dụng đến đây thôi. À. Và đến đây là mình sẽ sử dụng đến em bé khóc. Em bé khóc nó sẽ nằm dưới đây, lớp dưới đây. À. À. Còn trong lúc những xử lý cái giai đoạn này thì mình thì cái em bé đó, mình không cần cho nó đứng yên như vậy đâu. À, nếu đứng gì em bé nó đứng yên như vậy thì nó không có sinh động ha. Mình có thể cho cái em bé này nó sẽ lắc qua lắc lại ha. Mình sẽ copy một đoạn từ đây đến đây đi. Ừ, copy một đoạn này đi ha. Mình bỏ cái phần này đi đi. Mình bỏ cái phần này đi, mình có thể làm lại ha. Cắt nó đi, mình dùng hai hiệu ứng này ha. Lắc qua lắc lại thôi, mình chỉ cần lắc qua lắc lại thôi và mình bát vô ha. Tại vì rất là khó canh. Đến cái hình cái cuối này nè, mình mới bỏ nó ra nè ha, mình cắt ra. Và mình cho nó quay về cái vị trí không ban đầu ha. Mình giờ Visual Property nữa ha, mình add animation và mình cho nó trở về không nữa ha. Trở về không và mình cũng kéo đến 15 giây ha. À, 15 giây rồi, các bạn có thể coi lại ha. Như vậy nó sẽ cái video của mình nó sẽ động. À, em bé nó sẽ khúc này em bé sẽ động. Đến khúc này thì em bé mới bắt đầu khóc nè, thì mình lồng tiếng khóc vào. À. Tiếng ha, Baby Ryan. À. À. Lúc này em bé sẽ khóc. Khóc thì mình cho khóc 2 lần đi, khoảng 2 lần nữa. Trong khi khóc thì những cái chai Pepsi ở bên dưới nó vẫn còn ha, những cái chai còn lại vẫn còn thì mình kéo dài ra. Đó, thì cái khúc khóc này ha. Cái khóc này á thì cũng cần những cái chai Pepsi này nó lắc ha. Lắc qua lắc lại. Thì trong video tiếp theo tôi sẽ chỉ cho các bạn cách copy những cái này ha, cách copy những cái file cũ mình đã tạo ra để tạo vòng lặp cho nó. Hẹn các bạn trong video tiếp theo.